Nó chỉ hết cô đơn trong khoảng tích tắc mười mấy giây thôi. Còn bây giờ vẫn cô đơn. Trở về thực tại. Cắt một cái là hết cô đơn liền. Cắt một cái là cô đơn. Chỉ cần đạo diễn mà nói action là hết cô đơn. Cắt phát rồi. Cô đơn. Bây giờ chuẩn bị set máy, set góc quay để chuẩn bị quay phân đoạn tiếp theo. Mà phân đoạn buồn, nó sắp là buồn rồi. Bây giờ nó sẵn khắp mà giữa vui với buồn nó chỉ cách nhau có một cái set đèn thôi. 4 giờ rưỡi quan thần đã dậy rồi. 6 giờ đã có mặt ở đoàn quay shop. Và bây giờ là đã 7, 8, 9 giờ tối gì rồi. Rất là nhiều thử thách chắc chở. Nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục làm việc rất là tốt. Mọi người rất là nỗ lực. Lần đầu tiên Quang Hùng đi quay MV, một cái MV chuyên nghiệp như này thì Quang Hùng thấy là rất là áp lực, nhưng mà trong đó thì có rất là nhiều thử thách, nhưng mà mình vẫn vượt qua thôi. Tại vì cảm giác bây giờ Quang Hùng chỉ muốn là hoàn thành thật tốt cho cái sản phẩm lần này, lần đầu tiên. Tốt. Mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều nha. Cái phong cách nói chuyện đó rất là rapper. Rapper, yeah. Awesome. Đang quay hả mọi người phải hả? Chưa quen hết vô gọi đầu. Ba đầu dơ quá. Quay chung với mọi người rất là vui, bây giờ chia tay lắm. Nhưng mà không sao, sản phẩm cũng sắp xong rồi. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhá.